Xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của chúng nha. Hôm nay những ngày đầu năm 2024, em xin kính chúc quý anh chị có một năm tràn đầy năng lượng, làm ăn phát đạt và luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Hôm nay em sẽ báo giá tất cả xe cửa hàng cho anh chị tham khảo nha. Những xe mới về như là Mazda 6 nè, Focus nè, CR-V 5 chỗ gầm cao giá rẻ cho anh chị tài chính dưới 500, hoặc là Toyota Camry cho anh chị đang tìm một chiếc xe sang trọng, nhiều công nghệ. Xe này mẫu mới nhập Thái nè anh chị. Em mới về thêm Atray chỉ có 200 mấy thôi, thêm Accent bản đặc biệt. Và một chiếc xe mới về như là Atray ngoài kia, Mazda 6 màu đen, màu trắng em có cặp luôn. Có thêm Focus, có 300 mấy thôi. Và 7 chỗ thì em có Veloz bản top, mấy anh em đang chụp hình ngoài kia, xe màu đỏ anh chị. Xe nó 2023 và em có Innova nữa. Em sẽ đi từng xe cho anh chị tham khảo nha. Chiếc này đầu tiên đi. Đây là Mazda 6 máy 2.0 bản Premium 2019. Xe này lăn bánh được 52.000 cây số, mang đến xe màu trắng biển Sài Gòn nha anh chị. Đang được chào bán với giá là 588 triệu. Màu trắng là một trong những màu rất là hot của Mazda. Xe Mazda 6 này em về rất là nhiều xe này. Đa số về là anh chị lấy liền hết à. Xe này nó về trước Tết Dương, mà mấy hôm đó thì em đi chơi suốt. Hôm nay mới về để quay cho anh chị xem được. Nếu như mà anh chị muốn cập nhật nhanh hơn thì anh chị add Zalo của em số 0972 608010. Anh chị cứ nhắn tin cho em một cái là em sẽ kết bạn với anh chị. Tại vì Zalo em nó bị đầy bạn mất tiêu. Zalo chỉ cho giới hạn có 2.000 bạn anh chị, mà em nâng cấp lên cái tài sản doanh nghiệp Premium không cho, nên nó chỉ giới hạn ở 2.000 bạn thôi. Nên anh chị muốn cập nhật nhanh thì anh chị cứ nhắn tin cho em sẽ kết bạn với anh chị ha. Đó là cập nhật nhanh nhất. Đây, xe này bản full thì option nhiều lắm. Phanh tay điện tử nè, chế độ sport nè, và thiết kế cụm điều khiển ở đây của Mazda 6 rất là đẹp. Đó, điều hòa hai vùng lên màn hình Android nữa rồi. Đó, vô lăng cần số còn rất là mới. Đây, chế độ an toàn nè anh chị, cân bằng điện tử, chống trơn trượt, cảnh báo chệch làn đường, cảm biến, có rèm che nắng phía sau, có cảnh báo điểm mù, có hiển thị tốc độ trên kính và hệ thống là 11 loa bâu. Xe này bên em dọn rửa xong hết rồi, sập đẹp. Anh chị có thể nhận xe ngay ha. 588 triệu thôi anh chị. Mazda 6 em về một lần một cặp luôn nè. Màu đen là 2018, xe này vừa về em cũng bán rồi. Và xe trắng này về sau vài bữa. Xe này em lên sóng, vừa lên sóng anh chị lấy liền. Em lên sóng tiếp Camry cho anh chị đi ha. Camry này cũng mới về nè anh chị, đẹp lắm. Camry này máy 2.5, bản Q là bản cao cấp nhất anh chị, đời 2019. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nè. Option này phải nói là ngập tràn luôn. Đúng là xe Toyota bây giờ trang bị option này phải nói là đỉnh luôn á. Đây anh chị nhìn thiết kế nè, đẹp lắm. Thiết kế mẫu mới của Camry đời này thì nó trẻ trung hơn. Màu trắng thì rất là nhiều anh chị hỏi ha, nhưng mà màu đỏ này thì nó hơi kén cách tí xíu, dành cho anh chị hợp màu. Nhưng mà màu đỏ này nhìn nó cũng rất là nổi bật anh chị. Mới chạy có 37.000 cây số thôi, 2019. Xe này lúc mua mới giá niêm yết là 1 tỷ 235 triệu. Lăn bánh ở Sài Gòn giá chính xác là 1 tỷ 372 triệu. Đó. Có thời điểm cộng lạc lên tới hơn 1 tỷ 4. Bây giờ thì bán chỉ có 899 triệu thôi cho em Camry bản full option. Xe này là có rèm che nắng anh chị, có hiển thị tốc độ trên kính nè, có cảnh báo phương tiện cắt ngang qua nè, đó, chệch làn đường, cảnh báo điểm mù. 37.000 cây số thôi, chưa được 38.000 nữa. Hai ghế điện đó, có nhớ vị trí ghế nè, có ba chế độ lái nè, auto hold, phanh tay điện tử. Thiết kế ở đây giả gỗ thôi nhưng mà đẹp lắm. Có cửa sổ trời, thiết kế cho này nhìn y như là dòng nước chảy vậy ha. Xe này là điều hòa 3 vùng độc lập. Đây là phím nhắc bảo dưỡng nè anh chị. Phím nhắc bảo dưỡng ở 40.000 cây số nè, của Toyota Long An nè. Đó, vừa bảo dưỡng ở 35.000 cây số xong. Hệ thống là có nhớ ghế nè. Bốn cửa là lên xuống một chạm hết. Xe này em vừa lên video chi tiết nè, anh chị quan tâm thì mở ra xem giúp em nha. Đây. Phía sau là bảng điều khiển ở đây. Là ghế chủ tịch là ngồi phía sau, có thể điều chỉnh được tất cả mọi thứ phía trên luôn. Có điều chỉnh được ghế nè, độ gập ngã trượt tới trượt lui, và điều chỉnh được ghế phía trước luôn, và có điều chỉnh được âm thanh luôn nha anh chị. Có điều chỉnh rèm phía sau. Đó, phía trong này có tủ lạnh nữa. Xe này mới tinh nè. Hàng ghế thứ hai này rất ít người ngồi luôn nè. Ông chú nó lớn tuổi, ông đi đa số đi mình luôn. Bây giờ đổi xe khác để cho em con xe này mới lắm, vào xe còn mùi mới luôn mà. Bảo dưỡng tất cả mọi thứ làm trong hãng hết. Anh chị nhìn nội thất nè, mới tinh nè. 899 triệu nha anh chị. Tiếp theo là Mitsubishi Atray số sàn 2020. Xe lăn bánh được 52.000 cây số, màu trắng biển Sài Gòn. Hôm vừa rồi em cũng về một con Atray, mới vừa về anh chị lấy liền. Xe biển số 64 anh chị. Đó, xe này có ghế da đã hết rồi, màn hình Android nữa nè. Đó, cái này không hết mớ tiền nè anh chị, camera hành trình nè.
Đây, vô lăng cần số nè. Phù hợp cho anh chị đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh ha. Chỉ có 298 triệu thôi. Xe bên em bảo dưỡng xong hết rồi. Chạy trong phố tiết kiệm lắm. 6 lít 2 thôi, chạy thị trường này chị. 4 lít 4 thôi. Mẫu này mẫu sedan nha chị, mẫu hai đầu. Xe nhập khẩu chiếc từ Thái Lan á. Phía sau là có cảm biến nè, có camera lùi. Biển số Sài Gòn. Rồi tiếp theo là K3. Đây là Kia K3, máy 1.6 số sàn. Đời 2022. Xe này đang bán được 15.000 cây số. Mang đến xe màu đỏ. Xe này xe số sàn nha chị. Xe này là 488 triệu, bên em đang giảm còn 466 thôi. Đây. 466 triệu. Mẫu K3 này thiết kế khá là đẹp ha. Đây. Đó, thiết kế thay đổi hoàn toàn về ngoại thất, nội thất. Đăng kiểm thì còn tới tháng 1 2025 lận. Biển số 61 Bình Dương. Đây. Màu đỏ thì nhìn rất là trẻ trung ha. Mẫu K3 này thiết kế đẹp, rất là nhiều bạn trẻ thích. Có cruise control này chị, có màn hình, có camera lùi. Xe số sàn của Kia từ côn, vô lăng, cần số chạy rất là nhẹ nhàng. Mình chạy cảm giác nó nhàn nhã lắm, chứ không phải là vô lăng nó thiệt nặng như một số xe khác đâu chị. Đây chạy trong phố là khoảng 9.6. Chạy đường trường nè, 5.2 thôi. 466 triệu nha chị, có K3 2022. Số sàn. Tiếp theo là xe này cũng mới về nè. CR-V, máy 2.4. Bản cao nhất đời 2013. Xe này lăn bánh được 93.000 cây số. Full lịch sử bao dưỡng hãng. Mang đến xe màu trắng ha. Rồi là thấp cho anh chị xem. Bản cao nhất thì nó sẽ có cửa sổ trời nè anh chị. Đó. Màn hình thì bé tí thôi vậy đây. Bé tí thiết kế nằm thụt vào trong. Ở đây là bảng điều khiển. Còn cần số nằm ở đây. Điều hòa nó là hai vùng độc lập. Anh chị nhìn cần số nè. Đó, xe 2013 mà nó còn có vân hết rồi không? Đó, có cruise control, điều hòa hai vùng. Học ở đây thì để đồ rất là nhiều. Đó. Xe này bảo dưỡng hãng đều hết á. 468 triệu cho em CR-V, ghế zin hết nè anh chị. Ghế nguyên zin hết, cân bằng điện tử nè, chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu nè. Có lắp thêm cảm biến nữa. Bản thiếu thì nó sẽ không có cửa sổ trời. Okay. Phía dưới là có lót sàn hết rồi. Đây. Cái ghế CR-V nó như vậy nha anh chị. Anh chị nhìn cái nó may này, nó may nhúm vậy, chứ không phải là bị nhăn nheo đâu ha. Chứ nhiều anh chị không hiểu. Kêu là ghế sao nó nhúm. Đó. Nó cũng lão hóa một phần thôi, chứ không phải là nó nhăn nheo chùm rụm vậy đâu. Đây. Lưng gù màu trắng. Đây tiếp theo là một chiếc xe rộng rãi, Innova đi. Khách hàng đang xem xe quá chừng. Tiếp theo là Toyota Innova số sàn 2020. Xe này biển vàng, có đăng ký kinh doanh nha chị. Nhưng mà mới đăng ký thôi. Biển H là lúc đầu là xe gia đình. Người ta mới đăng ký kinh doanh này thôi. Làm ăn không được nên thôi bán luôn. Xe này màu vàng cát nha. Màu đồng ánh kim. Màu đồng ánh kim là một trong những màu đẹp nhất nè. Xe là bánh 65.000 cây số, bảo dưỡng hãng đều hết. Xe này là 556 triệu, giảm còn 538 nha. Full lịch sử bảo dưỡng hãng. Đó. Full lịch sử hãng anh chị. Đây, trái đèn sáng tưng nè. Tất cả xe bên em bán được có cam kết rõ ràng cho anh chị về chất lượng và pháp lý ha. Nhưng cái đó thì anh chị yên tâm. Đảm bảo tuyệt đối hết. Đó. Bảo nội thất cho anh chị xem. Ghế này là lúc mua xe thì hãng tặng nè. Chứ ghế zin của nó là ghế nỉ. Đây, anh chị nào rành xe Toyota Innova thì nhìn sẽ biết nè. Cần số nè. Đó, vô lăng nè. Đó, nhìn cơ bản vậy thôi thì sẽ biết cái chất xe như thế nào ha. 65.000 cây số nè anh chị, bảo dưỡng hãng full. 538 triệu thôi. Innova. Đấy, tiếp theo là Focus. Xe này vừa về bên em cũng bán rồi, bên em vừa bán rồi. Xe này vừa rồi em đi Đà Lạt em lấy xe này đi nè. Chạy cao tốc sướng lắm, đời 2015 mà chạy cao tốc lên chạy đạm 120 rất khỏe. Em ru anh chị, gầm bể chắc cứng khừ. Tiếp theo là ở xe này cũng bán rồi. Xe này là Mazda 6, xe này 2016 bán rồi. Tiếp theo là Veloz đi, xe này cũng vừa về nè. Veloz này 2023, mấy anh em đang chụp hình. Em quay nhanh cho anh chị xem thôi nha. Đang chụp hình. Xe này có lên màn hình Android, camera 360 độ hết rồi. Đó, lên giống như là bản top. Đây là Hotboy. Đây, xe mới tinh nè anh chị. Mới rửa xong bóng loáng. Có cảm biến, có cam lùi đầy đủ hết. Xe này phù hợp cho anh chị đi gia đình đông người ha. Màu đỏ,
chạy trong phố này chỉ có 7 lít mấy thôi, xe 7 chỗ mà chạy trong phố có 7 lít mấy à. Đây, chạy kết hợp có 6 lít mấy à. Và nội thất cho anh chị xem nha. Đây, ghế da pha nỉ, hai tông màu, màu đen với màu trắng, camera 360 độ anh chị. Xe này vừa về em sẽ báo giá sau cho anh chị nha, anh chị quan tâm thì cứ inbox cho em nha. Tiếp theo là còn một số xe bên này nữa. Đây, XJ, xe XJ này cũng vừa về nè, chạy số tự động. Xe này 2020, đây màu xám. Mấy xe này thì rẻ rẻ tiền thôi, gọn gọn dễ đi, cho anh chị thích đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh, tiết kiệm lắm. Dòng này siêu tiết kiệm, xe nhập Thái nha anh chị, số tự động thì nó nhàn hơn số sàn tí xíu, nhưng mà nó sẽ không tiết kiệm bằng số sàn, số sàn thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Đây, nội thất mới tinh nè. Đó. Tiếp theo là Polo, xe này là Polo 2016. Polo em đang có hai xe, màu cam và màu đỏ. Đó. Em sẽ báo sau cho anh chị xem, để mấy anh chị đang xem. Tiếp theo là Accent, Accent bản này đặc biệt 2021. Xe này lăn bánh được có 28.000 cây số thôi anh chị, siêu cua chưa lăn. Ghế hai tông màu trắng đen, có cửa sổ trời nè, màn hình, 28.000 cây số thôi. Mới tinh, màu đỏ, mấy hôm nay xe màu đỏ nhiều quá ta. Ồ, nhìn lại mới thấy một xe màu đỏ nè, hai xe, ba xe, bốn xe, năm xe, sáu xe. Ồ, hôm nay sáu xe màu đỏ luôn. Có thời điểm toàn xe màu trắng, có thời điểm toàn xe màu đen. Hôm nay thì tới sáu xe màu đỏ luôn. Đây. Xe này là 468 triệu nha chị. Nè. Mâm còn mạt giấy nè, chứng tỏ là mâm chưa phai, chưa zin, chưa sơn. Đó. Mấy dòng Accent này thì đi đậm lắm, em ru, máy móc em ru. Tiếp theo là Cerato giá rẻ nè chị, nhập khẩu. Cerato 2009 đăng ký 2010. Xe này một chủ mới luôn, còn biển còn 4 số nè. Bên em mới vừa nâng cấp dàn nội thất hết rồi, trang bị dàn nội thất, rồi trang bị thêm hệ thống phuộc hết rồi, phuộc mấy cái routine rồi bên em làm hết rồi. Bây giờ chạy rất là ngon. Đây. Còn biển còn 4 số luôn nè. Xe này một chủ á, lăn bánh được 116.000 cây số thôi. 268 triệu. Theo Polo nè. Polo chạy chắc lắm nha. Chạy ok lắm á. Rồi, em cũng đang cần mua thêm nhiều xe lắm. Anh chị nào có xe bán thì liên hệ cho em nha. Xe đảm bảo không đâm đụng, không thể kích và giá cả hợp lý thì bên em sẽ thu hết. Rồi, cảm ơn chị Samedo nha. Nếu như mà anh chị có nhu cầu làm ngân hàng thì em sẽ hỗ trợ làm cho anh chị. Xe Polo mấy anh em cũng mới đi về nè chị. Mấy em này lấy xe này đi mua xe suốt rồi. Ba xe này 2018 nè. Rồi, anh chị quan tâm xe nào liên hệ Trương nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Bye bye.